Kính thưa quý vị, tin từ Hà Lan, nữ hoàng Hà Lan Beatrix 75 tuổi vừa tuyên bố ngày 29 tháng Giêng sẽ thoái vị sau 33 năm trị vì để nhường ngôi lại cho con trai là hoàng tử William Alexander, dự kiến sẽ trở thành vua Hà Lan vào ngày 30 tháng 4. Hoàng tử William Alexander, 45 tuổi, đã kết hôn với công chúa Maxima Gorrieta và cặp đôi này đã có 3 người con. Vị hoàng tử này thời trai trẻ từng nổi danh là người thích nhậu nhẹt và thường có những câu phát biểu làm phật lòng giới báo chí và chính trị gia. Trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình toàn quốc, nữ hoàng Beatrix được biết sẽ thoái vị vì nhận thấy rằng con trai bà đã sẵn sàng để lên ngôi. Đã có nhiều tin đồn cho rằng nữ hoàng Beatrix không ủng hộ chính trị gia Greg Wilders, người có chủ trương bài người nhập cư và không thích Liên minh châu Âu, tức là EU. Nữ hoàng Beatrix nhiều lần đề cập gián tiếp về sự cần thiết của lòng vị tha và chủ nghĩa đa văn hóa, được xem như những lời chỉ trích nhằm vào quan điểm chống Hồi giáo của ông Wilders. Việc ông Wilders mất dần ảnh hưởng trong giới chính trị gia được cho là yếu tố khiến nữ hoàng Hà Lan an tâm đi đến quyết định thoái vị. Nữ hoàng Beatrix vốn rất được lòng người dân Hà Lan, đã trở thành nữ hoàng thứ 6 của nước này vào năm 1980 sau khi mẹ của bà, nữ hoàng Juliana thoái vị. Nữ hoàng Juliana trị vì được 31 năm. Với chế độ quân chủ lập hiến, Hà Lan từ lâu đã hạn chế quyền lực của hoàng gia và vai trò của hoàng gia chỉ còn mang tính hình thức. Trước đây, nữ hoàng Hà Lan góp phần vào việc thành lập chính quyền liên hiệp tại quốc gia này. Vai trò nói trên bị bãi bỏ vào tháng 9 năm 2012.